Xin chào tất cả các bạn, Nguyễn Quang Trung đã trở lại rồi đây. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu tai nghe game của hãng Plectone. Đây là cái mẫu tai nghe mới nhất của hãng là Plectone G23. Thì G23 này thì kế thừa của G25 đi lên thì vẫn cho ra một cái chất âm bass rất mạnh và nó có thể thay đổi được filter nha các bạn. Đấy, ở bên cạnh viền này thì chúng ta có thể nhìn thấy được các cái chức năng của tai nghe, từ ghi âm, rồi là tiếng chân, rồi là giắc cắm 3.5. Đằng sau này là mô tả về kỹ thuật của tai nghe. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem cái tai nghe này nó có những cái thành phần gì nhá. Đấy, đầu tiên các bạn nhìn thấy là cái dây chia là dành cho PC này, mic riêng và tai nghe riêng, gộp lại. Đây có sách hướng dẫn và một mấy cái giấy checkpot của PC. Thì trong này chúng ta còn có cả kẹp này, rồi hai cặp lúm cao su và một cái kẹp dây. Cái tai nghe này thì nó có nam châm hít các bạn. Các bạn để gần thì nó sẽ hút vào nhau. Đấy, nó sẽ hút vào nhau. Và cái cải tiến của nó so với G25 là nó đã làm hơi chéo lên một chút. Để khi mà các bạn đeo vào tai thì nó sẽ ôm vào tai hơn và nó không bị rơi ra ngoài. Đằng sau thì chúng ta sẽ có phần nhựa để khi mà chạm vào cái phần tai nó sẽ không bị đau. Đấy, cái dây thì vẫn kế thừa của G25 thôi. Nó có một cái chiết áp tăng giảm âm cơ thì nó có thể tương thích với tất cả các loại máy, các bạn không sợ là mình sẽ bấm nó không nhận. Đấy, cả iPhone và Android. Đấy, dây thì nó làm giắc chữ L để chống gãy và nó có được gia cố ở cái phần cổ cho chắc chắn hơn. Thì cái phần housing ở trên tai nghe này nó bằng nhôm, bằng kim nhôm nha các bạn, khá là nhẹ. Đấy, và cái filter của nó thì vặn ra như thế này. Thì cái tai nghe này nó sẽ có hai cặp filter là màu đen và màu xanh. Thì để cho các bạn chơi hai cái thể loại game, màu đen là chúng ta sẽ chơi PUBG Mobile, còn cái màu xanh kia thì chúng ta sẽ chơi League of Legends. Đấy, cái game đấy thì không biết các bạn nào chơi hay không. Chắc là ở quốc tế thì nó sẽ chơi cái game ấy nhiều hơn. Còn cái game PUBG Mobile thì các bạn là quá quen. Đây, các bạn có thể vặn ra cái này, cái màu xanh này thì thay vào. Thì cái âm thanh người ta đã tinh chỉnh để cho nó phù hợp với cái game của các bạn chơi. Đấy, cái game PUBG Mobile thì các bạn chơi màu đen vào, còn cái game League of Legends này thì các bạn dùng màu xanh. Đấy, cái âm thanh nó sẽ khác biệt hơn. Cái tai nghe này ấy, thì cho ra cái chất âm rất là rõ nha các bạn. Chơi game nghe tiếng chân, tiếng súng rất là rõ luôn. Đấy, và nghe đeo thì nó ôm hơn. Cái tai thì nó thon. Và cái đằng sau thì có cái biểu tượng hình con nhện của Plectone. Màu dây thì vẫn là dây chống rối, dây dẹt rồi. Các bạn chú ý là khi chúng ta dùng cái này thì chúng ta sẽ phải để gọn gàng vào, tại vì nó rất dễ rơi. Và rơi mất thì chúng ta lại phải đi mua lại. Bên mình có bán những cái cặp filter rời này nhé. Các bạn nếu mà có cần thì chúng ta có thể mua thêm. Giá của nó thì cũng rẻ thôi. Đấy, các bạn gắn vào thế thôi. Nó có gen vặn như thế. Chúng ta sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ để vặn vào và ngược lại để vặn ra. Thì đối với những người chơi game thì cái tai nghe này nó rất là tốt. Và nghe nhạc EDM, pin house thì chúng ta có thể nghe cái tai này. Còn nếu như mà chúng ta nghe những cái nhạc nhẹ thì nghe tai này nó sẽ không hay, vì cái âm bass của nó rất là lớn. Đấy, còn nghe là cái dây cắm thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu tượng nhé. Các bạn nhìn thấy cái mic và cái tai nghe thì các bạn cắm vào PC cho nó phù hợp. Và cái này thì bạn cắm vào đây. Đấy, thì PC mới có tiếng. Vì nhiều bạn cắm vào PC thì cứ cắm luôn vào mà không cắt chuyển này thì nó sẽ không có tiếng và có mic. Nó không có mic. Đấy, thì cái tai nghe này nó cũng chỉ có như thế thôi. Các bạn nếu mà muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng cứ kích vào đường link phía bên dưới để có thể được xem thông tin chi tiết hơn về giá và nơi mua hàng. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Các bạn bấm like hoặc subscribe.